Lại đây là Vũ Duy Ô Tô và chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ. Hôm nay em mang đến cho các bác một chiếc xe không rẻ tí nào, nhưng mà chất thì chắc chắn với các bác một điều là đây là một chiếc xe quá ngon luôn. 2017 xe mới chạy được 7,2 vạn, dàn lốp của xe là còn nguyên, dàn lốp vẫn còn zin từ hãng nhá, chưa có thay thế một tí nào. Và con này thì chắc chắn là đẹp hơn cái con ở đằng xa kia rồi. Con đằng xa form mới nhưng mà không thể đẹp bằng chiếc xe này. Đây là một chiếc Toyota Fortuner 2017. Đấy, form mới thiết kế như những cái dòng Lexus này các bác nhá. Và chiếc xe này thì đã được thiết kế lên đèn bi rất là xịn sò. Đèn bi kết hợp với led định vị xung quanh. Đấy, cái thiết kế cực kỳ mới. Và con này là form mới của đầu 2020-2021 các bác nhá. Không phải là form của nó đâu ạ. Một chiếc xe được độ lên rất là nhiều. Đấy, sạch sẽ ngon lành. Lốp dày cả dàn và la răng đúc thể thao 6 chấu này. Đấy, phanh đĩa xịn sò. Và đây là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, mua mới hơn 1 tỷ đồng, nhưng bây giờ em chỉ bán với các bác với cái giá là hơn 600 triệu thôi các bác nhá. Đấy, đi trong vòng gọi là 6 năm mà đã mất đến hơn 400 triệu rồi. Một mức giá mà cái dòng xe của Nhật Bản giữ giá cực kỳ luôn. Thế mà đây cũng là một chiếc xe giá rẻ cho các bác này, chỉ hơn 600 triệu đồng. Còn nếu bác nào mà chưa đủ điều kiện thì các bác chỉ cần bỏ ra cho em khoảng 350 triệu đồng thôi là các bác đã trả góp được ngay chiếc xe này rồi. Và ring em này về luôn nhá. Nói chung là dòng này thì đi là cực kỳ sung sướng và lành bền, ngon, máy nổ êm thì thầm. Đấy, màu sơn chắc khỏe. Và sơn zin của em này còn đến 70% các bác nhá. 70% sơn zin. Vâng. Còn xì tút xì thát thì không tính. Vâng. Lăn bánh 7,2 vạn, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2024, còn cực kỳ dài, form đầu đẹp. Đấy, nhìn nét căng vào con này thì kiểu dáng phải nói thực sự với các bác là quá mê luôn. Động cơ máy 2.7, máy số zin, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 10 lít trên 100 cây đến 11 lít trên 100 cây. Nói chung cũng là một mức tiêu thụ và khá là ok so với một chiếc xe gầm cao nặng như là Voi này, mà khỏe này, rồi lại chắc này, và đi dòng này nói là các bác là quá đầm luôn. Vâng, cực kỳ đầm luôn nhá. Form đầu mới đẹp căng luôn. Giấy tờ hồ sơ thì bên em chắc chắn đảm bảo cho các bác là đầy đủ rồi. Xe mang biển Quảng Ninh 14A25162 nhá. Và xe vừa về cửa hàng em xong. Đấy các bác nhìn này, ca lăng của xe này, ngon lành cành đào. Logo Toyota thì to vật vã luôn. Và phần cản dưới cũng thế này. Đấy. Đấy. Và đây là một chiếc xe mà phải nói là thực sự là quá yêu. Đấy. Sơn xi tôn vỏ căng. Đấy, xe là không có lỗi bao đâm đụng bao ngập nước các bác nhá. Đèn chiếc xe thiết kế form mới, cái này là toàn bộ xe đã được nâng độ lên form rồi. Form 2020-2021 thì các bác nhá. Vâng, form 21 rất đẹp luôn. Thiết kế trẻ trung năng động. Và các bác mua về thì các bác có một chiếc xe về form cao, nhưng mà các bác lại có một chiếc xe giá rẻ. Đấy, chỉ hơn 600 triệu thôi. Lốp Dueler Briton AT, lốp 265-65, la răng 17 với la răng phay 17 inch. Đấy, phanh đĩa này. Và em này thì được cái là xe vẫn còn rất là sạch sẽ. Lòng lốp, cua lốp của xe là không có mục vọt gì. Và xe chạy được 6 năm 7 vạn thì nhìn nó như thế này đây các bác này. Vẫn còn chạy được tầm khoảng 3 vạn nữa. Nói chung cái dòng lốp này là một cái dòng lốp mà tương đối khá là bền và lì, nó không bị mài mòn nhiều. Đấy, thế này các bác đi những cái dòng này thì yên tâm nhá. Tôn này. Đấy, toàn bộ tôn sườn của xe là còn ngon nguyên. Xi nhan tích hợp trên gương và gương chiếu hậu là có điều chỉnh điện đầy đủ nhá. Tay nắm mạ chrome, có khóa khiển thông minh, mở ra nhẹ nhàng. Và toàn bộ tôn cánh của xe thì các bác cứ yên tâm, được dán chống ồn hết rồi. Dòng này thì kính còn zin toàn bộ nhá. Đấy, em này thì bao cam kết là không có đâm đụng ngập nước. Đấy, nóc của xe này cực đẹp luôn này. Và thời điểm này thì các bác là ngồi bên trong thì sướng hơn là bên ngoài. Ôi ôi, không gian bên trong nó thực sự là phải nói là quá cung điện luôn các bác ạ. Êm ái mượt mà. À đây, cam lùi. Em đang để chế độ lùi để em quay sang bên này cho nó dễ quay. Thưa nói thật các bác là thời tiết này review xe mà nó bị chói quá, dẫn đến là các cái chi tiết này nhìn rất là khó nhá. Em sẽ chui vào trong xe và em sẽ review những cái option ở bên trong xe cho các bác thấy rằng độ hiện đại của chiếc xe này nó như thế nào. Đấy, đây, quay thêm vòng nữa. Con này lái phải nói là thực sự là cái bộ lái này quá yêu luôn. Êm, mượt, nhẹ nhàng. Đấy, đầu tiên các bác có thể để thấy ngay trước mặt các bác là một chiếc xe mà có quả đồng hồ thể thao hiển thị rất là xịn sò. Đấy, vòng tua thấp này, tua không tải rất thấp nhá, có 800 vòng phút thôi. Đấy, và xe này hiển thị đồng hồ rất là chuẩn chỉ, có chế độ eco,
Rồi có cảnh mà có tính toán đưa quãng đường tự động 5 bánh 7 vạn 2 chuẩn chỉ. Và cái này là không có tua nha các bác nhá. Nguyên bản không tua luôn. Đấy. Đồng hồ công tơ mét tốc độ đấy, và đồng hồ báo xăng. Đấy, bên dưới này thì các bác có thể để ý cho em là toàn bộ là vô lăng của xe là khâu da. Đấy, vô lăng khâu da này, rất là xịn mịn luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, vô lăng khâu da này, xịn mịn ngon lành. Đấy, và cái dòng này thì đây, có phím điều khiển tích hợp ở đây. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình này, 10 lít 2. Cái này là do là xe để một chỗ nhá, chứ còn con này chạy đường trường nó chỉ khoảng tầm 9 lít thôi. Đấy. Nói chung là đồng hồ hiển thị cũng khá là ok. Đấy, các cái phím bên này tích hợp vào đây các bác nhìn này. Vô lăng này, các cái phần sần này của xe là còn rất là mới nhá. Vô lăng như mới luôn. Và 7 vạn đi mà đương nhiên là vô lăng thì nhẹ nhàng rồi. Đấy, trợ lái rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn. À, đèn nổ startup thông minh. Đấy, có đèn nổ cho các bác nhá. Và khóa khiển thông minh đây này. À, khóa đây. Em này thì có khóa khiển đấy nhá. Đấy, khóa chìa khiển đây. Đấy. Và có rất nhiều cái hộp để đồ. Đấy, Toyota cũng là một cái dòng xe mà được tích hợp nhiều cái chức là gọi là cái chỗ ngăn để đồ bí mật phết các bác ạ. Vâng, và mặt táp lô xe thì gần như là sạch sẽ không có gì. Đấy, đi kèm với chiếc xe là tượng năm thiền sư đang ngồi. Đấy, chống cằm rồi bịt tai rồi bịt mắt rồi bịt mõm, à quên bịt mồm. Đấy, và các bác nhìn này, bên trên này là một thiền sư rất là tươi trẻ. Đấy, mặt táp lô này. À, túi khí an toàn ngay trước đây, nhưng mà được cái là cái dòng này nó có cả cái chế độ mà khóa túi khí an toàn. Khi mà các bác đi những cái đường gồ ghề hay là các bác đi những cái đường mà nó có khả năng nổ túi khí đó, thì có chức năng khóa an toàn ở ngay phía đầu ấy các bác nhá, là có luôn này. Đấy, túi khí dòng này thì đấy, rất nhiều túi khí luôn. À, gãy số vô lăng cho các bác nhá, gãy số vô lăng này, ngạt mưa này. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng. Đấy, bên này thì đèn pha là có cả auto luôn. Đấy, số tự động cần số mượt mà êm ái nhẹ nhàng, bệ tì tay cũng rất là xịn sò. Và toàn bộ nội thất ghế da của xe là toàn bộ là bằng ghế da nâu rất là đẹp và cao cấp. Dòng này thì là hàng xe tiền tỷ rồi, nên là đương nhiên là những cái chi tiết này đều được nhà sản xuất chăm chút rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Đấy, trần của em này thì được cái là trần nỉ không có sổ lông. Đấy, còn nguyên luôn, trần nỉ còn rất là đẹp nhá các bác ạ. À, các bác thấy ạ, vâng, trần nỉ cực đẹp. Đấy, chỗ để kính này, bí mật là. À, còn chỗ này để giấy tờ này. Và em này nói thật các bác là bị thiếu cái gương soi. Đúng là một điểm trừ của Toyota. Thiếu gương soi các bác nhá. Cái này là điểm trừ. Vâng, lâu lắm rồi em mới qua cái điểm trừ cho những chiếc xe tiền tỷ. Nhưng mà các bác cũng thông cảm, riêng cái dòng Toyota thì hầu như con nào nó cũng thiếu sót một số cái cơ bản. Đấy, đây là lắp mở bình xăng và đây là lắp mở cabo. Đấy, cabo xe đây các bác nhìn này. Bản lề này. Đấy, ốc của nó là còn đẹp luôn này. Đấy, đẹp căng sạch sẽ luôn nhá. Và chỉ toàn bộ răng cao su là không có rách mục. Đấy, chỉ cánh là bao zin nữa các bác luôn. Cái chỗ này là bác chủ quá cái nhờ thợ nhiều quá để kiểm tra, cuối cùng là bị bấm nhiều nên cái này chỉ zin. Nói thật là như em thì em chả cần bấm, nhìn cái biết ngay. Đấy, chỉ là chỉ zin cánh nha các bác nhá. Và nội thất bên trong xe là ghế có cái độn gọi là 5D. Sàn da của cái sàn nỉ của nó còn như này mà, chỉ hơi bụi bẩn đi thôi chứ còn đâu, sàn rất đẹp các bác ạ. Ghế chỉnh điện luôn nhá, ghế chỉnh điện này. Và em này thì được sản xuất tại Jakarta, Indonesia và nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá, 2017 đó. Đấy, tem nhãn đầy đủ luôn. Một chiếc xe Fortuner gầm cao 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Jakarta, Indonesia. Đấy, chỉ keo cánh là ngon lành, cành đào tapi sạch sẽ. Nội thất tươi mới và đặc biệt hàng ghế thứ hai thì rất là rộng. Cái dòng này thì được cái là gầm cao, máy khỏe, xe ngon, chạy rất sướng luôn. So với cùng Vân Khúc thì chắc chắn là có nhiều con nó còn dung tích xi lanh cao hơn vì tốn xăng hơn. Nhưng mà so với về độ chất thì cái dòng này là một cái dòng xe rất là lành. Đấy, lốp còn zin này các bác ơi. La răng xịn sò. Và đây là một chiếc xe sử dụng động cơ máy 2.7 máy xăng nhá. Ăn xăng rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây đi. Và các bác có thể tính cho em là 10 lít thì xăng bây giờ đang 22.000 thì gọi là 2.200 đồng trên một cây. Còn rẻ bằng 1/6 cái xe VinFast điện. Và rẻ bằng 1/7 với 1/8 xe taxi xăng nhá. Cản sau của xe thì tương đối là khá là ok. Có cảm biến lùi đằng sau. Đấy, sạch sẽ, đồng sơn ngon lành cành đào. Em này thì được mua mới tại Toyota Hà Đông. Và được sử dụng đến nay là cũng khá là nhiều năm, 6 năm rồi.
6 năm, nhưng mà bây giờ các bác mà chưa có tiền mà thích con này, các bác chỉ bỏ cho em 350 thôi là các bác rinh được em này về rồi. Đèn hậu xe cực đẹp luôn này. Đấy, đèn hậu cực đẹp. Và em này thì điểm cộng của nó là cốp mở nhẹ nhàng. Úi giời. Đấy, các bác thấy chưa? Có quả sàn rất là uy tín luôn nhá. Và ghế gập sang thì các bác có một cái chỗ để đồ cực kỳ rộng rãi. Nếu mà cần nữa thì gập cái hàng ghế thứ hai xuống thì cái khoảng từ đây kia là hơn 2 mét thì có để thoải mái đồ. Đấy, sàn nỉ của nó còn đẹp như này mà. Xe thì đảm bảo là không có ngập nước đâm đụng nhá. Các bác về là yên tâm chỉ việc đi, kích lốp đồ nghe là đầy đủ. Đấy, chả thiếu cái gì. Xe ngon và chất thì cứng luôn. Đấy, các bác nào mà yêu thì qua bên em xem xe trực tiếp và trải nghiệm luôn. Đấy, mẫu xe ngon lành cành đào đến từ thương hiệu Nhật Bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đấy, toàn bộ keo chỉ cánh hay các cái ốc này là chưa có động chạm gì cả. Đấy các bác nhìn nhá, là còn nguyên luôn. Đấy, thử ấn nào. À, không ấn được. Em này là cái nút ấn của cái bản tùy chọn tích hợp là có đóng mở cốp tự động. Nhưng mà cái đời này thì gần như là Toyota là một cái mẫu xe mà nó không tích hợp những cái đấy. Vâng, nói chung là giá tiền cửa hơn 600 dưới 700 thì mẫu này là một cái mẫu xe mà lựa chọn là cũng là số 1 luôn các bác ạ. Đuôi gió thể thao này, kiểu dáng trẻ trung này, nóc đẹp này, xe ngon lành cành đào, lốp dày, đấy, dàn lốp rất dày luôn. Đấy, và lốp này 27 này. Đấy, lốp 27 còn ngon lành cành đào như này. Đấy, chất xe còn cứng đét luôn nhá. Sắt xi gầm được phun phủ chống mọt rồi. Về là các bác chỉ việc là cứ vậy là đạp ga mà chạy thôi, đổ xăng chạy thôi. Đấy, nó tapi sạch sẽ, mang màu nâu rất là phong cách luôn. Cái thời năm 2020, 2021 thì cái mẫu màu nâu nội thất nó là một cái màu hot. Thế nhưng mà thực sự phải nói là Toyota Fortuner này là một mẫu xe mà nó đi trước xu hướng ạ. Vâng, đã có màu nâu từ thời điểm 27 rồi. Và em này cũng là một em xe mà phải nói thực sự là các bác là đẹp. Đấy, căng, da độn chắc chắn. Đấy, ghế chỉnh ngon lành. Và đương nhiên rồi, cái dòng SUV gầm cao thì Fortuner là một mẫu xe luôn luôn được dẫn đầu nhá. Vừa nãy em nói đến cái chế độ mà khóa túi khí đây, chính là cái này các bác ạ. Đấy, các bác mà muốn mà đi đường trơn trượt mà không sợ nổ túi khí, các bác cứ chơi cái này vặn sang đây là ok. Chìa khóa thì các bác có thể là lấy chìa khóa xe. Đấy, rất là đơn giản. Ok. Vâng. Một chiếc xe rất là ngon lành cành đào, gọi là ngon lành phở. Xe bao ngon bao cứng cho các bác luôn nhá. Và động cơ máy nổ êm thì thầm. Em này thì đang sử dụng là động cơ máy là 2.7. Đấy, mức tiêu thụ khoảng tầm 10 đến 11 lít trên 100 cây. Đấy, máy thì tương đối là ngon. Và động cơ máy của Toyota Fortuner là động cơ máy thế hệ mới. Vâng, 2017 thì xem máy nào. Ui giời. Em này thì đang sử dụng động cơ 2TR nhá. Đấy, đua VTDI. Ngon lành cành đào, máy êm thì thầm luôn. Đấy, các bác nhìn là ốc là zin nhá. Con này là máy số là zin. Bao cam kết các bác là zin máy này. Đấy, xe là được bảo dưỡng định kỳ hãng và được máy là còn zin chưa có tháo mở gì cả. Đấy, trợ lái nhẹ nhàng êm ái và con này là lái dầu nhá. Acqui GS thì khá là ok, đè cái lên ngay, không hề lỗi lầm. Đấy, cụm ABS đầy đủ này. Và đầu răng đầu sườn đây của xe đây còn ngon nguyên. Và bộ phần răng đầu đây còn ngon nguyên, tai đèn còn nguyên bản. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Chất xe thì đây là một chiếc xe rất là cứng luôn nhá. Đấy, quạt là gió người ta tắt máy thì cái là biết ngay, êm ru luôn. Và đầu răng trước là xe là không có đâm đụng nhá. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ đầu răng trước của xe là không có đâm đụng. Đấy. Đấy, đầu răng bên này này. Hay là cabo này. Đấy, cabo nhá. Đấy, còn nguyên tấm nỉ chống nhật luôn. Em này thì được cái là chắc và form là form mới các bác nhá. Bác nào mà yêu thích cái dòng xe Fortuner, muốn mua một chiếc xe form mới đẹp xuất sắc như thế này thì alo ngay cho em. Nói chung là em này thì được cái là đi ít này, xe còn cứng này. Và chất xe thì nói chung là ok. Giá thì đấy, rẻ như vậy, hơn 600. Còn trả trước thì tầm 350 là ok quay đầu về. Là các bác thoải mái là có một chiếc xe ngon lành cành đào luôn nhá. Và đây là một mẫu xe mà bán chạy ở thị trường Việt Nam. Một mẫu xe đẹp, đấy, gầm cao, đi sướng và không hề lỗi lầm. Cảm ơn các bác nhá. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe vừa rẻ vừa ngon lành cành đào tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn. Ui giời, giờ này ngồi bên trong này là sướng hơn bên ngoài các bác ạ. Thực sự phải nói là ngồi trong xe sướng hơn hẳn. Ngồi bên ngoài nhiệt độ toàn 38, 40 độ, hơn 40 độ. Nhưng mà ngồi trong xe chỉ có hơn chùa 20 độ thôi. Ok.
Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.